Đã có những lá chè khô tại đây. Thật sự khá là mệt đấy ạ. Vâng, phải làm 9 lần. Vâng, 9 lần. Phải đảo rang chè, đổ ra phơi khô rồi lại rang, rồi đổ ra. Thật sự rất vất vả ạ. Làm như vậy chúng ta sẽ thu được lá chè khô, quắt nhỏ lại như này. Vậy cứ thế cho vào pha nước là được đúng không ạ? Vâng, chúng ta phải đun sôi nước ở nhiệt độ 100 độ C. 100 độ? Và sau đó đợi giảm còn khoảng 7 đến 80 độ thì cho vào sẽ được nước trà ngon nhất. Không phải là cứ để nhiệt độ sôi 100 độ rồi cho chè khô vào thì ngon, mà phải chờ nước từ 70 đến 80 độ mới cho vào ạ. Đúng vậy, vì cho chè vào nước sôi 100 độ thì vị sẽ khác hoàn toàn. Thế ạ? Vâng, vì đã sao nhiều lần nên vậy. Vì vậy, uống trà xanh thì phải pha ở nhiệt độ từ 70 đến 80 độ. Lúc nãy thì cô đã uống thử trà giảm cân rồi đúng không? Vâng, lúc nãy tôi uống rồi mà. Trà giảm cân đó thì phải đun sôi và cho chè vào nước sôi 100 độ. Khó quá đi. Vậy nên uống trà xanh thì pha nước ở nhiệt độ 70 đến 80 độ. Từ 70 đến 80 độ. Vâng, và chúng ta đã cho những lá chè khô tại đây. Thật sự khá là mệt đấy ạ. Vâng, phải làm 9 lần. Vâng, 9 lần. Phải đảo rang chè đổ ra phơi khô rồi lại rang, rồi đổ ra. Thật sự rất vất vả ạ. Làm như vậy chúng ta sẽ thu được lá chè khô quắt lại nhỏ như này. Vậy chỉ cần cứ thế cho vào pha nước là được đúng không ạ? Vâng, chúng ta phải đun sôi nước ở nhiệt độ 100 độ C. 100 độ? Và sau đó đợi giảm còn khoảng 70 đến 80 độ thì cho vào sẽ được nước trà ngon nhất. Không phải là cứ để nhiệt độ sôi 100 độ rồi cho chè khô vào thì ngon, mà phải chờ nước ở 70 đến 80 độ mới cho vào ạ? Đúng vậy, vì cho chè vào nước sôi 100 độ vị sẽ khác hoàn toàn. Thế ạ? Vâng, vì đã sao nhiều lần nên vậy? Vì vậy uống trà xanh thì phải pha ở nhiệt độ từ 70 đến 80 độ. Lúc nãy thì cô đã uống thử trà giảm cân rồi đúng không? Vâng, lúc nãy tôi uống rồi mà. Trà giảm cân đó phải đun sôi và cho chè vào nước sôi 100 độ. Khó quá đi. Vậy nên uống trà xanh thì pha nước ở nhiệt độ từ 70 đến 80 độ. Từ 70 đến 80 độ, lấy khoảng lá chè khô khoảng 2 gram cho vào. Wow, chỉ lấy khoảng 2 gram lá chè khô cho vào ấm. Sau đó là cho nước ở nhiệt độ 70 độ C vào ấm. Chúng ta đun sôi đến 100 độ rồi để nguội khoảng chừng từ 70 đến 80 độ, rồi pha chè, thì mùi thơm của trà sẽ đậm đà hơn. Cho vào nước ấm, cái này để trà thẩm thấu vào trong nước. Để chè thẩm thấu vào nước ạ? Vâng, giờ chúng ta không cần làm gì hết, chỉ ngồi thoải mái đợi thôi. Thoải mái, thư giãn ạ. Bây giờ thì ngồi thưởng thức mùi thơm nữa ạ. Ừ, chúng ta ngồi chờ khoảng chừng 1 đến 2 phút. Nếu mà để lâu thì nó sẽ trở nên đắng hơn, nên chỉ cần để 1 phút là đủ. Tôi cũng thích trà xanh nhưng mà tôi nghe nói là không nên uống nhiều trà xanh. Một ngày chỉ uống khoảng 1 đến 2 tách trà là tốt, thì có phải như vậy không ạ? Không phải đâu, vì trà xanh không phải là thuốc. Vì trong trà có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, nên vị trà cũng không phải là thuốc. Nên nếu có uống nhiều thì cũng chẳng có vấn đề gì. Hoàn toàn không sao ạ. Vâng, vì nếu pha loãng ra thì có thể uống thay nước. Uống như vậy cũng được ạ. Vâng, không sao hết. Nếu uống đều đặn một năm như thế thì sẽ thấy rõ là cơ thể khác đi. Cảm giác cơ thể được thanh lọc. Thanh lọc sảng khoái và không còn cảm giác ốm đau bệnh tật nữa. Nhất định là tôi cần đến loại trà này rồi. Wow, màu đẹp quá đi. Đây là màu xanh chứ? Vâng. Vì vậy đây gọi là trà xanh. Trà có màu hồng gọi là hồng trà. Tôi sẽ cho mọi người xem màu của trà nhé. Màu nước trà có hơi án lên màu xanh nhạt, màu xanh ngọc bích. Đúng vậy ạ, nó có màu xanh ngọc bích. Rất đẹp ạ. Vậy để tôi rót cho bạn nhé. Dạ, cảm ơn chú. Khi uống trà thì thư giãn thoải mái. Vâng, đưa mắt nhìn màu sắc của tách trà. Nhìn tách trà. Sau đó, dùng mũi ngửi vị trà. Wow, thơm quá. Ngửi xong rồi uống một ngụm. Để nước trà đi khắp khoang miệng thử nhé. Uống một ngụm ạ? Đúng rồi, nhấp một ngụm và giữ chúng một lát ở miệng. Mình uống từng chút một, chút một. Cô nói thật là có ngon không?